quá này các anh mình ơi một mẫu đồng hồ của nam nhá mặt size 40 hôm nay em về thêm được mỗi mẫu mười mấy mười mấy chiếc thôi nên là anh nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá T2 đen kèm số thoại, T2 vàng kèm số thoại hoặc T2 trắng kèm số thoại cho em. Em đang bán ở cửa hàng với giá là 800 000 một chiếc nhưng mà có mười mấy chiếc thôi nên là hôm nay giảm ngay trong livestream này cho các anh. Với giá chỉ còn 299 000 một chiếc và miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá. Đồng hồ này mặt size 40 này, chống nước 3 ATM đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái cho em. Đồng hồ dây bóng này, mặt bóng này rất là đẹp luôn nhá. Có phun lịch ngày cho mình ạ à. và các anh nhìn kỹ của em này, bình thường một chiếc đồng hồ chỉ có một lịch ngày thôi nhưng bây giờ bên em có tận 3 lịch ngày cho mình luôn nhá Để lại số điện thoại cho em là T, T2 đen hoặc T2 vàng hoặc T2 trắng kèm số thoại Tất cả dây của nó đều là dây vàng Và mình có thể cắt mắt thoải mái theo chiều tay to nhỏ cho em nhá Đấy dây bóng này đẹp chưa ạ Mặt bóng này mặt vàng rất là đẹp luôn nhá Mặt đen thì sang rồi Mặt trắng thì cực kỳ là trẻ luôn Đấy anh nào thích màu nào cứ để lại số điện thoại cho em Là T2 đen, T2 vàng hoặc T2 trắng kèm số điện thoại 299.000 một chiếc ngay tại live stream này Miễn phí giao hàng cho mình luôn Kèm theo một thẻ báo hành Đấy một đối một trong vòng một năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi Và bên em cho mình xem hàng thoải mái trước khi hiện hàng Mặt của nó là mặt size 40 Chống nước 3 ATM đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái cho em mẫu này thì đồng hồ này là đồng hồ chạy bằng pin nhưng bên em sẽ bảo hành pin cho mình 3 năm mới thay một lần nhá em sẽ cho mình xem kỹ từng loại một luôn ạ à. đây nhìn kỹ hộ em này quá sang luôn nhá màu vàng anh nào ưng màu vàng này thì phải nhanh tay này bởi vì số lượng có hạn luôn nhá đấy mặt size 40 này ba lịch ngày này đấy dây vàng mặt vàng nhá chống nước chống xước tuyệt đối cho mình tháo mắt thoải mái cho em Uh, mã T2 vàng kèm số điện thoại 299 000 một chiếc miễn phí giao hàng. Mẫu này thì mặt cực kỳ là đơn giản nhưng mà càng đơn giản đeo lên càng sang càng đẹp luôn nhá. Đấy lại số điện thoại cho em là T2 vàng kèm số điện thoại ạ. Rồi tiếp theo một chiếc mặt màu đen này. Ôi dây vàng mặt đen này sang chưa ạ? Đấy mà dây của nó là dây bóng nhá, mặt của nó cũng cực kỳ là bóng và cực kỳ là đẹp luôn. Đấy nhìn kỹ em này. Đấy rồi đấy lại số thoại cho em là T2 đen kèm số thoại dây vàng mặt đen mặt size 40 chống nước bài atm đi nắng đi mưa tắm giặt thoải mái cắt mắt thoải mái cho em 299.000 miễn phí giao hàng nhá Rồi tiếp theo một chiếc mặt trắng ạ à. mặt trắng này thì số lượng có hạn luôn ạ à, bởi vì là nó thật luôn các anh là dây vàng mặt trắng này nhìn kỹ của em này đấy trẻ chưa ạ à? vừa trẻ vừa sang 299 000 miễn phí giao hàng cho mình. Đấy, ba lịch ngày cho các anh luôn nhá. Mẫu này đeo lên tay thì cực kỳ xuất sắc và cực kỳ là sang. Càng mẫu đồng hồ, càng mặt càng đơn giản thì càng đẹp. Giá thì lại quá rẻ luôn. 299 000 miễn phí giao hàng về nhà tháo chốt này ra bắt đầu đồng hồ sẽ chạy nha các anh nhá. Rồi anh nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em. Lưu ý hội em là phải để lại số điện thoại. Đấy chả, không mất gì đúng không ạ Mình chỉ cần mất comment một số điện thoại thôi Bên em sẽ có người gọi điện lại lên đơn Gọi điện lại tư vấn cho mình Với giá 299.000 một chiếc đồng hồ này Và miễn phí giao hàng cho mình Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em kèm theo một thẻ bảo hành cho mình luôn đấy để lại số điện thoại cho em là t 2 đen kèm số điện thoại t 2 vàng kèm số điện thoại và t 2 trắng màu trắng màu đen nổi chưa ạ sang cực kỳ luôn nhá để lại số điện thoại cho em là t 2 kèm màu kèm số điện thoại ngay bài viết này cho em 299.000 một chiếc và bên em miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá